Hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Thành ra mình nói lớn lên, mình giới thiệu cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận để hồi mình gặp gỡ nhau nha. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Văn Nhất. Năm nay em 32 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì nhất? Dạ, em làm bên công ty thiết kế nội thất và ngoại thất. Mời nhà gái. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và quý vị khán giả. Dạ, chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Mộng Duyên, em sinh năm 92, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Tân An, Long An. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên tài chính đó chị. À, rồi. Tài chính ha, Duyên hả? Rồi, bữa nay mình có Duyên ở đây rồi ha. Một bạn tên Duyên, một bạn tên Nhất và Nhất Duyên. Rồi, đầu tiên tôi làm thủ tục lì xì cái đã. Trời ơi, Duyên. Duyên ơi, chúc mừng năm mới nha. Này giống như xin xăm vậy đó. Ráng lên, rồi vô. Chúc mừng năm mới. Chúc năm mới xinh đẹp. Dạ. Chúc năm mới mau giàu. Chúc năm mới thành công rực rỡ. Quên. Còn vụ bà mối nữa. Giải ra nào nhỏ thôi. Mới tay rồi mà cũng không có được phất cờ nè. Coi như xin xăm đó. Dạ. Chúc mừng năm mới nha. Cảm ơn ông. Năm nay cô gắng có chồng nha. Dạ. Rồi. À, Nhất ơi. Dạ. Chờ xíu. Chúc mừng năm mới. Rồi vô. Chúc năm mới đẹp trai nha. Dạ. Phát tài phát lộc luôn. Em cũng chúc anh Nguyệt Linh năm mới sức khỏe thiệt là nhiều. Ok. Chúc mừng khán giả năm mới, ai gặp tôi lắc xăm nha. Rồi, nhà gái muốn nói gì? Dạ, đây khi sẵn dịp năm mới, em xin chúc chị Ngọc Lan, chú Nguyệt Linh và tất cả mọi người trong trường quay hôm nay có một mùa xuân thật là vui vẻ và vạn sự như ý ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái rất nhiều. Bây giờ nhà trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, về em thì em có tính tự lập để yêu thương và chăm sóc gia đình của mình. Đối với công việc thì em tập trung, hoàn thành tốt. Và bạn bè thì em cũng nhiệt tình, vui vẻ với bạn bè. Còn gì tốt nữa không? Khai hết cho nhà gái ta nghe coi. Còn điểm xấu thôi anh. Điểm xấu hả? Dạ. Khai luôn. Còn điểm xấu thì em thích uống bia. Với lại em có hút thuốc. Thích uống bia uống nhiều không? Dạ, cũng được một ít. Uống đừng có lầy lội là được. Dạ, uống xong đi ngủ đó anh. Chứ không đi đâu nữa. Nhà trai tôi vậy đó, thông báo cho gì nhà gái biết. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em chắc có lẽ là em hoạt ngôn, em giao tiếp được, vui vẻ, hòa đồng, hơi lầy xíu. Dạ, còn khuyết điểm của em có nghĩa là em hay dễ bị xúc động, với lại hơi cọc. Thôi cọc là sao? Nói là gì? Không, dạ, cọc thì em sẽ bỏ đi chỗ khác. Cũng hên đó. Không sao, yên tâm nha, bên đây cọc là bỏ đi chỗ khác. Được, cái đập cọc nó dễ thương. Đường tình duyên em sao rồi là Nhất? Dạ, em cũng có hai mối tình đặc biệt. Còn mấy mối tình kia kiểu như em say nắng thôi, với lại bạn bè giới thiệu nhưng mà cũng không tới đâu. Hai mối tình đặc biệt là đặc biệt sao? Dạ, hai mối tình đều là 5 năm. Mối tình 5 năm đầu tiên sao chia tay? Dạ, em thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn đó ở nhà không chờ được cho nên bạn đó lên xe bông. Rồi, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì tụi em cũng có dự ngày cưới tầm khoảng 2-3 tháng nữa tụi em sẽ cưới, xong rồi em phát hiện bọn đó là gắn cho em tập sừng cho nên hơi... Ui là trời, thấy thương quá, bởi vì đàn ông tội nghiệp lắm bà con ơi. Để tôi qua đây tôi coi coi. Chiếc lá vật vờ giữa không gian vậy đó. Dạ em cắt rồi. Cắt rồi hả? Rồi mỗi lần chia tay buồn không? Dạ chỉ xin một đêm buồn thôi, không để người ta lo lắng cho mình. Bao giờ chia tay buồn mình khóc rấm rứt không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Như kiểu mối tình đầu, mối tình đầu tiên của em thì là lúc đó em ở trong bộ đội, là em mấy đứa bạn đồng chí đồng đội của em nó nói em là thánh khóc vậy đó. Đụng đâu khóc đó. Trời ơi, mít ướt dữ vậy hả? Thôi được rồi, hai mối tình đã cho bầu qua, về qua mối tình này coi. Trời ơi, học sao cọc nổi trời. Mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì con chỉ có một mối tình thôi. Còn bạn bè thì vậy chứ dừng chính bạn bè thôi. Bạn bè ai kể? Ừ, cái mối tình đó mấy năm? Dạ, tính thời gian tìm hiểu với quen thì tầm khoảng 5 năm. Giống bên kia. Có khi nào qua gặp nó ủa tôi ông này rồi. Trời ơi. 5 năm sao bỏ nè. Đừng có nói là anh đi bộ đội bỏ nha.
xỉu liền á, tôi xỉu cái đùng liền á. Dạ, có nghĩa là hồi đó con quen thì do xuất hiện người thứ ba. Xuất hiện người thứ ba. Dạ, đúng rồi. Hiểu rồi ha, mỗi bên đã hiểu được lý lịch sơ sơ của nhau rồi. Bây giờ sắp tới nè, mình kiếm một người chồng tương lai, mình muốn có một cái mẫu hình lý tưởng nào mình có thể chia sẻ cho người bên kia nghe được không? Dạ, con thì mẫu người của con thì phát cao cho 1m7, tại vì con cũng hơi cao. Bên kia cao, yên tâm. Dạ, có da có thịt xíu, tại vì đây bên đây cũng hơi mụn mỉm như thế. Có da có thịt. Dạ đúng. Bên kia da thịt là có nha. Chứ có. Ai mà không có da. Vui vẻ, hòa đồng, quạt bát, nói chung là cũng phải lầy lầy tí cỡ con. Lầy lầy chút. Không, cuộc sống nó kia lầy lầy nó vui. Dạ đúng rồi. Không có gì đừng có lầy quá, nhậu lầy không có được thôi. Nhậu nhưng mà công việc hay là xã giao thôi, chứ đừng có lầy quá. Bạn gái yêu cầu vậy đó, mình thấy mình đáp ứng được nhiêu? Dạ tầm 90 rồi chị. Trời ơi, vàng ghê không? Được, 90 được. Bây giờ bạn trai hình mẫu lý tưởng làm sao nè, nói chị Lan nghe nè. Em thì muốn bạn gái của mình cao trên 1m55 một xíu. Dư xăng. Dạ, dễ nhìn là được rồi, không cần phải quá sao đẹp. Nhìn một cái thấy liền dễ lắm. Dạ, còn cái mong muốn nhất của bạn gái là biết nấu ăn một xíu. Không có chơi về đam mê về mấy cái môn cá cược banh bóng hay số đề. Nãy giờ chưa hỏi hả, quên. Có banh bóng gì không trời? Dạ không. Rồi, vậy là tốt rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con gái đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với ba với lại đồng nghiệp. À, có ba nữa hả? Được rồi, hay quá. Lời đầu tiên thì xin chào tất cả quý khách ở có mặt trong trường quay và MC và tất cả các bạn xem đài. Năm mới 2023 được an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chú. Mình thấy rồi, con rể tương lai đó hợp với con gái mình không? Theo ở đây là mình cũng thấy, tức là giờ con đứa nào cũng lớn rồi thì mình nhìn thấy thì được, ok đó. Nhưng mà còn vấn đề sau nữa thì do hai con. Ví dụ mà nếu mà muốn tiến tới càng gần hơn thì tự tụi hai con đó là tự lấy số điện thoại ra hoặc là để gặp nhau tìm hiểu sâu hơn. Rồi cái đó là mình cũng không ép buộc được, thì tự con nó lớn rồi tự quyền quyết định, chứ mình thấy là ok vậy. Ok thôi. Có nhậu có hợp với mình không? Nói chung là trong cái giới làm ăn ha, hoặc là mình làm cửa hàng ha, hoặc mình làm cái ngành gì đó, tất nhiên buộc là phải biết nhậu. Đó là có một điều xã giao, cũng giống như ở đây, giống như tôi cha của Duyên thì tất nhiên nhiều khi có tầng, nhiều khi gặp đụng khách mà 3-4 khách thì cũng phải chịu chạy tới luôn đúng không? Mà không có tầng, không có khách nào thì cũng không giàu, thì nó y vậy. Hãy giao tiếp. Rồi cộng thêm đây nè, đây gái của là nó vừa làm bên ngân hàng, cũng là đánh nọt đó, đánh nọt của đám cưới, tất nhiên là hai cha con vẫn đi làm, cha làm MC đám cưới, con đánh nọt. Trời ơi. Cuộc sống có sẵn luôn. Đồng nghiệp. Vậy khỏe là đám cưới khỏi lo gì hết. Đám cưới là cô dâu vừa đàn vừa hát, ông già vợ ông làm MC luôn. Đâu có tới ngày đó là mình phải mướn hết chứ mình đâu có làm. Hợp lý. Mướn hai người. Xin số điện thoại. Mướn hai người. Cảm ơn chú, cũng nhận show trước nha. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi với cậu của em, chị thứ ba của em. Dạ. Anh họ của em và bà hai đứa em. Rồi, mời cậu à. Gia đình luôn. Lời đầu tiên là xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp và tất cả mọi người trong khán phòng. Tôi là cậu ruột của cháu Lê Văn Nhắc. Thực tế ra ở nhà ít kêu tên Nhắc lắm, mà kêu cháu Tí không à. Tí hơi bự chứ mận không Tí. Nói với cháu Tí rằng là thôi, tất cả những cái chuyện tình mà mình đã qua hãy cho nó qua luôn. Bây giờ nếu có cơ hội trước mắt hãy tự nắm lấy. Còn Duyên thì bởi vì cậu là cậu ruột của cháu Tí thì thôi hãy coi cậu như cậu của con luôn ha. Hay quá. Rồi cho dù như thế nào đi nữa chúng ta vẫn là cậu cháu. Hay quá. Rồi nói với Duyên như thế này, Tí thì được ba mẹ, anh chị, các chú, các cô, cậu gì rất là yêu thương. Yêu thương rất là nhiều. Nhưng mà chỉ còn thiếu một người yêu thương nữa thôi. Đó cũng là một lý do mà Tí đến với cái chương trình này hôm nay. Cậu muốn là hai cháu hãy tự cho mình một cơ hội tìm hiểu và nếu được yêu thương nhau để cùng nắm tay nhau đi về một hướng, đi hết các quãng đời còn lại. Cảm ơn cậu. Cảm ơn nhà trai, nhà gái rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt, rồi chuyện gì đến nói đến. Mở rào.
đầu đi em. Em cảm ơn anh. Tặng em món quà nữa. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Ở dưới em á, dân miền Tây nên đặc sản của em ở dưới là rượu nếp Long An. Tặng đi. Em gửi anh. Rồi cũng như là biếu anh vào Tết. Gò đen á. Dạ. Cái này cái gì? Dạ cái này là em mày công em biết kiếp đi tìm được á. Đeo cho người ta. Trời ơi. Đưa cái hộp đây chị cầm cho. Rồi. Ôi, sao nó hạnh phúc quá vậy trời. Làm như thế này tới đám hỏi luôn vậy. Cảm nhận hai em gặp nhau thấy sao? Anh thấy em sao? Anh nói trước đi. Thì em cũng tròn. Dạ. Cũng dễ thương. Em cũng không biết cái ý nghĩa của sợi dây chuyền anh tặng cho em không? Ừ. Dạ. Anh chỉ muốn chiếc cái mặt dây chuyền đó nó thành trái tim. Nó như là anh vậy đó. Anh sẽ được ở bên em như sợi dây chuyền. Trời ơi, cái này chắc cậu dạy nè. Rồi, các bạn hẹn hò thế nào? Thí dụ như cuối tuần á, công việc của anh xong á, ví dụ như anh làm cái nghỉ ngày chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Thì mình cuối tuần mình rảnh rỗi thì mình hẹn hò, mình dành thời gian cho nhau, mình tìm hiểu nhau thôi. Okay. Dạ, em thì công việc của em thì nó cũng thoáng với việc thời gian lắm. Thí dụ như anh bận hay là anh không ví dụ như bữa nay anh không xuống được hay gì đó thì em có thể lên gặp anh. Nói chung là mình chia sẻ với nhau là được. Anh thì cũng giỏi chạy xe. Cho nên không có muốn con gái phải chạy xe nhiều. Cho nên cái việc mà di chuyển đi xuống để mình được gặp nhau thì để anh đi anh làm điều đó cho. Dạ. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Thì hiện tại là anh là con út trong gia đình. Có ba chị thì ba chị đó đi lấy chồng hết rồi. Chỉ còn ba mẹ ở nhà. Nếu em có ngại làm dâu không? Cái việc làm dâu thì đối với em nó cũng không khó. Đi đâu cũng được miễn sao cái người đó thương mình là được. Dạ. Em thì là nhà em có ba người, em là chị đại á, em là lớn nhất, còn hai đứa em ở nhà nữa. Thì nói chung là chưa ai lập gia đình hết. Cái quan điểm của em thì giống như là mình ví dụ mình tiến được tới hôn nhân thì mình thứ nhất là mình phải chung thủy, mình phải tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ với nhau vậy là được rồi, không có cần phải gọi là cao sang hay là phú quý gì hết. Thì dạ. hai chúng ta đều phải yêu thương và tôn trọng gia đình hai bên. Dạ, đúng rồi. Đó có dạ, điều cần rồi. Thiết nữa. Em mong thì nếu được thì em với anh có thể cho nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Rồi còn chuyện sau này thì để tính sau. Dạ. Bước tới gần chút xíu nữa. Ngồi hơi xa quá. Đứng lên em gái. Đưa tay bên kia lên luôn. Đó. Nhìn thẳng mắt nhau nào. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng mắt nhau. Để xem câu chuyện nãy giờ thế nào. Để xem cảm xúc mình như thế nào. Em thấy anh hơi rung. Đó. Đúng không? Tại anh rung lắm luôn á. Như kiểu lần đầu tiên của em vậy đó. Tim nó đập nhanh chứ nó hơi bị hồi hộp. Còn em gái thấy anh trai thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng phù hợp với cái yêu cầu của em, chỉ là cao hơn em thôi. Với lại có da có thịt xíu thì em thấy anh được đó. Còn cái chuyện khác thì để tìm hiểu mới biết. Dạ. Anh gái chủ động hát tặng em trai anh bài đi. Cứ nắm tay thế nhìn nhau mà hát nha. Thôi sẵn tới đây em cũng xin gửi cho anh với lại quý vị khán giả một ca khúc muốn nói gì về xuân mà cũng nói về tình yêu luôn. Đó là bài Xuân Định Ước. Rồi, nhìn em trai mà hát, hai người nhìn nhau. Hát cho nhau nghe đó. Lấy chồng chưa, năm nào cũng nghe mấy em cằn cưa hỏi em. Cớ sao năm nào cũng có mình ơi, mà tới anh có thua bên nhà em ấy là bao. Ba anh ông la ông trời kêu dân về coi. Xuân sang tiếm thô trời mây, bánh mừng tiếm thô xuân dày. Nhận cười kết duyên đôi mình ra mắt kết duyên mừng xuôi. Ngày năm mới đã đen, ngàn vàng xuân đang sang mênh mang. 30 pháo hoa tưng bừng, lòng nồng nao chút ly rượu vui. Có anh có em kề bên, ông tơ kết duyên đôi mình. Ra duyên bấm anh qua nhà, cùng trầu cao rước em về dinh. Năm nay tính cho sau này, mình ăn Tết xong cưới được không? Tất cả những gì chúng ta đã cảm nhận từ đầu câu chuyện đến bây giờ, chắc chắn chúng ta sẽ đưa ra một quyết định bằng chính trái tim của mình. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm ngay. Nếu không đúng, không cần bấm.
mình nhường nút bấm nó cho người khác. Đây là giây phút hết sức là quan trọng. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Sẵn đây, Học đại diện nhà trai nói gì với nhà gái trước đó đã? Học một điều vô cùng tình cờ là tôi với lại ba của Tuấn Duyên là cùng tuổi. Thay mặt cho ba mẹ của Tâm Nhất thì chúng tôi rất là ủng hộ các quyết định của các cháu và mong rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào khi mình đã có quyết định thì mình phải có trách nhiệm với cái điều mình làm, không có cái gì nó trọn công à, nhưng mà khi thương nhau thì có thể là tha thứ, bao dung cho nhau, chia buồn sẻ ngọt tất cả mọi việc thì chúng ta sẽ cùng đi tới một hướng. Cảm ơn cậu. Chúc hai con thành công. Rồi, chúc mừng hai em quay một nụ hôn đầu tiên. Tới công chuyện luôn. Ở bên đây là sẽ có ekip của chương trình thôi, đang nhìn thấy hình ảnh của mình rồi. Mình cố gắng vui vẻ, tươi cười, thoải mái nha. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn. Giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em là Bùi Thị Yến ạ. Quê Khánh Hòa. Sinh năm 95 ạ. Là hiện tại em đang ở Thanh Hóa luôn hả? Bây giờ thì em đang làm ở Hà Nội chị ạ. À, rồi, công việc cụ thể của em là gì? Anh đi bán hàng ở Winmart. Ok, bây giờ em chia sẻ về bản thân em một xíu đi. Tính cách của em như thế nào nè? Những cái điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Thật là chủ động nha. Chị thấy thiếu thì chị sẽ hỏi thêm. Em thì hơi nhẹ nhàng. cũng hơi nhút nhát một chút ạ. Chị thấy hơi nhút nhát mà đang dám mạnh dạn đăng ký chương trình là không có nhát đâu. Rồi còn gì nữa không? Còn có điểm mạnh gì không? Nấu nướng, bếp núc này kia các thứ là giỏi không? Em thích nấu ăn với cả làm bánh. Em đang học làm bánh. Nấu ăn, làm bánh, ok. Rồi còn gì nữa không em? Còn có cái điểm yếu hay tật xấu gì không? Hơi ít nói. Nhưng mà nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, thì em có sắp xếp vào được không? Em có. Ok, Yến chia sẻ cho chị biết trước đây là em trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu sao mà em chia tay? Dạ, một mối tình ạ. Rồi em kể cho chị nghe một mối tình đó đi. Mối tình là em quen nhau là được 2 năm. Xong rồi lý do thế là còn em là cảm thấy tự nhiên cảm thấy không hợp nhau nữa thì chia tay. Cụ thể không hợp là gì em? Chẳng có lý do thì rõ ràng cả chị. Coi như là chán nhau giác... rồi là chia tay thôi à? Vâng, cảm giác tình cảm nó nhạt dần đi xong rồi là bọn em chia tay. Rồi ok, bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Em thì em cũng đơn giản lắm ấy chị. Với em thì tuổi tác với cả là ở đâu thì cũng chẳng quan trọng đâu. Cảm thấy mà nói chuyện mà cảm thấy hợp nhau thì yêu thôi ạ. Ok, nếu mà như vậy thì rất là khó để tìm cho em một cái người phù hợp á. Thứ nhất là chương trình sẽ dựa trên những cái tiêu chí của em để có thể tìm ha. Đầu tiên là cho chị biết về độ tuổi, quê quán, vùng miền ở đâu thì được, em có yêu xa được hay không. Đó, cho chị những cái tiêu chí cụ thể như vậy nha. Yêu xa thì cũng được, em không ngại ạ. Với lại là tuổi thì từ tầm
25 đến 35 này. Rồi, có điều gì không thích ở bạn trai không em? Em không. Rồi là có bạn trai làm công việc gì cũng được hay như thế nào, rồi tính cách bạn này như thế nào? Công việc thì cũng công việc gì cũng được, mà tính cách thì vui vẻ với lại nói nhiều một chút đấy. Em có thể làm dâu được không? Dạ. Em có thể làm dâu được không á? Làm dâu. Rồi em lấy chồng, đi theo chồng làm dâu. À em có chị ạ. Hồi giờ là em cũng ít nói gì á hả Yến? Dạ vâng, em hay ít nói chị ạ. Thế thì nếu mà đã tham gia chương trình đó là phải chia sẻ nhiều hơn, cởi mở hơn thì mới được, và lên chương trình thì mình mới có thể là tự chủ động để mình nói chuyện với MC, nói chuyện với bạn nam bên kia, chứ lên đấy đâu có ai nhắc mình đâu, rồi người ta cứ hỏi hỏi liên tục như vậy thì nó không có cái cảm xúc á Vâng ha. ạ. Rồi hôm nay chỉ là cái buổi khách đầu tiên thôi, để xem thử là cái cách chia sẻ của mình như thế nào. Nếu mà em phù hợp với tiêu chí của chương trình á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết là mình có được chọn hay không, sau đấy là sẽ có tìm cho em một cái người phù hợp. Nếu mà có người phù hợp rồi thì chương trình sẽ báo sớm để em sắp xếp em vào thành phố Hồ Chí Minh em ghi hình ha. Vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn Yến, mình chắc xong rồi á em. Vâng ạ. Rồi ok, chào chị ha. Bên chương trình đang nhìn thấy hình ảnh của mình rồi nè. Chị cứ thoải mái vui vẻ ha. Mình giới thiệu về họ tên tuổi quê quán của mình trước nha. Dạ, mình tên là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, thì hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quê quán cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm 97. Hiện tại công việc của mình là thư ký dự án cho Duyên trước bên đây dạ. cho bên nào em? Dạ, cho bên tư vấn quản lý thi công với lại tư vấn giám sát ạ. Chị thấy Duyên quen quá nè, trước nay em có từng cách tin chưa? Dạ chưa. Dạ chưa Chưa chị, hả? lần đầu tiên em tham gia. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Ok, Duyên chia sẻ về Ủa bản em thân làm ở bên đó thì trai quá trời luôn á Duyên. Dạ nhưng mà toàn là mấy chú không hả chị? Ok. Mấy chú có gia đình hết rồi. Rồi em nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Và điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, với lại là dễ, không không có nóng tính đó chị, rồi khá là dễ chịu. Rồi ngoài ra thì em cũng điểm yếu thì em không có biết nấu ăn. Em cũng có thể ca hát được rồi. Rồi hát luôn Rồi đi em, để mãi mãi hát em luôn, luôn. hát thử một đoạn luôn đi. Bây giờ hơi ngại hết chị, tại em cũng không có chuẩn bị. Đâu có sao đâu, mấy câu thôi được rồi, không cần phải cả bài đâu. Dạ ok, vậy để em hát một bài của anh Noo Phước Thịnh. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trôi qua. Buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Dạ rồi, em hết rồi ạ. Ok, hát được á. Cuối năm là bài này nó hay. Hay nghe bài này lắm nè. Rồi. Ok. Tình chuyện tình trường của em trước đây như thế nào? Dạ em thì chủ yếu là hay lo học với lại lo làm á chị, cho nên em cũng không có thời gian để tìm hiểu các bạn nam. Rồi công việc đặc thù công nghiệp việc của em á là tiếp xúc thường với lại mấy anh mấy chú, thì thường là mấy anh với mấy chú thì lập gia đình hết rồi, cho nên em cũng không có khả năng tìm hiểu ở trong công ty được.
Bạn bè của em thì chủ yếu cũng là nữ không à, cho nên là cũng không có tìm hiểu được mối nào á chị. Thì đó Là giờ hiện em vẫn giờ đi là học chưa không? có mối nào luôn, là vẫn còn trong Có. trắng luôn. Dạ lúc lúc đi học cấp 3 thì em cũng có một quen một anh, nhưng mà cũng cũng chia tay chứ không có quen lâu dài được, thì cũng có vài tháng thôi. Thì tại vì cũng lúc đó còn nhỏ cho nên cũng cảm thấy không hợp thì thôi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào, về ngoại hình, về tính cách, tuổi tác? Tuổi tác thì lớn hơn em thì cũng được không sao hết. Còn ngoại hình thì chủ yếu là sạch sẽ, cao ráo, rồi có nghề nghiệp ổn định, với lại đừng có hút thuốc Cao là tầm khoảng mét nhiêu em? à. Hiện tại là em 1m6, thì bạn bạn nam thì cao trên 1m7 là được rồi chị. Không hút Nếu thuốc mà rồi quên. Nếu mà gì? dạ, nếu mà bạn nam thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt rồi, tại vì nhà em ở đây. Có nghĩa là vùng miền nào cũng được mà đang làm việc ở Sài Gòn đúng không? Quê ở đây thì càng tốt vậy. Rồi. Ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở cái người bạn trai này nữa không em? Dạ hiện tại thì hết rồi. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi ha. Nếu mà em được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết nha. Bạn sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình, để tìm cho mình cái người phù hợp nhất ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi chào em nha.